Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2019. Thì trung tâm chúng tôi lại lên được một clip để giao lưu, gặp gỡ toàn thể quý vị khán giả. Vâng, là đầu tiên cho phép trung tâm chúng tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi kênh, đăng ký cũng như là ủng hộ của kênh. Vâng, đồng thời trung tâm chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các khách hàng đã đến tận trung tâm xem hàng và mua hàng, cũng như là đóng góp ý kiến cho trung tâm chúng tôi ngày một phát triển. Đồng thời cũng cảm ơn tất cả khách hàng ở xa, vì điều kiện là đường xá xa xôi hay là điều kiện thời gian mà đã không đến được trung tâm mua hàng và qua điện thoại trao đổi, đã nhờ trung tâm chọn một bộ dàn đẹp nhất của trung tâm để gửi cho các bạn. Vâng, hôm nay trung tâm chúng tôi lên clip là không phải là để giới thiệu dàn hay là để quảng cáo về dàn, mà mục đích chính của trung tâm chúng tôi hôm nay lên clip đó là test một bộ dàn JVC cắm điện 220V. Vâng, bộ JVC G9 này là được bác Liên ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, bác Liên có số điện thoại đó là 0978 505 871. Vâng, qua thời gian trao đổi trên điện thoại thì chú Liên đã nhờ trung tâm chọn cho một bộ dàn thật đẹp và hay. Thì trung tâm chúng tôi đã quyết định là tư vấn cho chú Liên là chú Liên sẽ quyết định chọn bộ JVC. Vâng, bộ JVC trước mặt quý vị và các bạn này trông rất là đẹp và đẳng cấp. Bộ JVC là có 4 đường tiếng, đó là một bát, một trung, một tép và một center. Để các bạn quan sát. Vâng, để chứng minh được bộ dàn đẳng cấp của JVC, bộ dàn trung này, thì tôi sẽ quay về hình thức trước. Đầu tiên thì tôi sẽ quay chiếc loa bên phía tay trái. Tôi sẽ quay lại trước gần chiếc loa này. Đây, chú Liên cùng quý vị và các bạn theo dõi. Vành loa này, màng loa này trông rất sáng, bóng và đẹp. Vâng, sau khi quay chiếc loa bên phía tay trái xong thì tôi sẽ quay dần sang chiếc loa bên phía tay phải. Quý vị và các bạn với chú Liên quan sát, trông rất bóng và đẹp, không xước sát. Vâng, sau khi quay xong hai chiếc loa thì tôi sẽ quay chi tiết từng thớt một để quý vị các bạn cũng như chú Liên tiện theo dõi. Thì đầu tiên tôi sẽ quay thớt cassette. Vâng, thớt cassette. Tiếp theo tôi sẽ quay thớt âm ly. Vâng, thớt cassette cũng như thớt âm ly trông rất là sáng bóng và đẹp. Chữ nghĩa trên các thớt trông rất rõ ràng. Đấy, các bác xem, tôi sẽ quay gần lại, các bác có thể đọc được chữ luôn ạ. Vâng, và quắc trên các thớt là sáng rất là đều. Vâng, tôi sẽ quay từ từ lên thớt e-quai cũng như là thớt đầu đĩa. Các bạn xem rất sáng bóng và đẹp. Chữ nghĩa thì trên các thớt thì rất rõ ràng. Đây là tôi sẽ quay toàn thể bộ dàn. Vâng, sau khi quay xong hình thức của bộ dàn JVC G9 thì tôi sẽ test chi tiết từng thớt một để quý vị và các bạn cùng với chú Liên là được biết là bộ dàn của chúng tôi là hoạt động bình thường, các thớt là chạy rất là tốt. Thì đầu tiên trong phần test thì tôi sẽ test thớt cassette, tức là thớt băng đài. Đầu tiên, vâng, thớt băng đài thì hiện tại bây giờ thì là cũng rất ít người nghe. Thế nhưng mà tôi vẫn cứ test để khẳng định cho chú Liên cũng như là quý vị khán giả đều biết là thớt băng đài của chúng tôi là vẫn còn sống và hoạt động rất là tốt. Thì đầu tiên ta lấy một chiếc băng cho vào và chọn về phần âm ly, về phần tab, phần tab. Sau đó chúng ta sẽ ấn play cho băng chạy. Bật volume.
như vậy là cửa băng số 1 là hoạt động rất là tốt. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cửa băng số 2. Vâng, như vậy là cửa băng số 2 cũng đã hoạt động. Như vậy là tôi đã test xong thớt băng đài. Vâng, tiếp theo, sau khi test xong thớt băng đài thì tôi sẽ test đó là thớt đài radio, hay còn gọi đó là đài tiếng nói Việt Nam. Vâng, để đài tiếng nói Việt Nam mà bắt sóng được thì chúng ta cần một sợi dây hoặc là một cái anten theo dàn hay là một sợi dây điện. Thì đây thì tôi sẽ tạm thời tôi lấy một chiếc dây loa, đây một chiếc dây loa quý vị và các bạn cũng như chú Liên theo dõi để làm anten cho dàn, và chúng ta sẽ cắm chiếc dây loa đằng sau của thớt âm ly cũng như là thớt radio. Đây tôi đã cắm xong, bây giờ tôi sẽ lên trên và chọn tuner và chúng ta sẽ dò sóng. Dò sóng thì chúng ta sẽ cầm dây đen này, chúng ta dò đến vị trí nào nó có sóng thì chúng ta dừng lại. Đây là chỗ này là tôi có sóng này, bởi vì dây rất là ngắn thế nên là sóng cũng yếu. Nếu bạn nào mà muốn sóng đài tốt thì theo tôi là lên lấy một chiếc dây dài ra. Vâng, như vậy là thớt đài của chúng tôi cũng đã chạy. Vâng, sau khi test thớt đài hay còn gọi là thớt radio xong thì tôi sẽ test thớt cuối cùng của bộ dàn JVC G9, đó là thớt đầu đĩa. Thì thớt đầu đĩa thì trước tiên là tôi sẽ lấy một chiếc đĩa cho vào đầu đĩa. Thì đây tôi đã để một chiếc đĩa sẵn ở trong trong đầu rồi. Vâng, chiếc đĩa này là đĩa của nhà test ra, nhà in ra, thế nên là cái đĩa rất là lẩm khẩm. Nếu mà đĩa này mà chạy được thì tất cả các đĩa nó cũng đều chạy được, chạy rất là tốt. Thì đã cho đĩa vào rồi thì chúng ta sẽ ấn chọn play và chọn về CD. Rồi. Vâng, như vậy là thớt đĩa hoạt động rất là tốt. Vâng, vừa rồi là tôi có quay chiếc camera gần lại hai chiếc loa là để chứng minh cho quý vị các bạn cũng cùng với chú Liên là để được biết là hai chiếc loa của tôi là hoạt động rất là tốt. Nếu mà các bạn mà muốn nghe âm thanh hay hơn hay nghe rõ hơn thì lên đeo tai nghe vào, thì lúc đó chúng ta nghe rất là rõ và biết được là những chiếc loa nó âm thanh nó chạy rất là đều. Vâng, sau khi test được các thớt xong thì tôi sẽ test thêm một đường nữa là một đường lấy âm thanh từ bên ngoài vào, đó là chúng ta có thể lấy từ điện thoại này, từ laptop này, hay từ vi tính thì hoặc là từ tivi xuống. Thì bây giờ là nhân tiện thì có tivi ở gần đó thì tôi sẽ lấy đường tiếng từ tivi. Đây chiếc tivi ạ. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về đằng sau. Vâng, về đằng sau thì nếu mà chúng ta lấy đường tiếng từ TV xuống thì chúng ta sẽ cần một đường từ TV, và đây là cái đường mà tôi đã cắm sẵn. Nhưng đây tôi sẽ rút ra và hướng dẫn lại là chúng ta sẽ lấy một cái jack AV cho đường tiếng từ TV xuống là cắm vào đường là AUX. Đây là tôi đang cắm vào đường AUX thì vâng, chúng ta có thể cắm vào đường video cũng được ạ. Đây là tôi cắm vào đường AUX cũng được. Đây là đường tiếng và dàn.
Vâng, sau khi cắm đường tiến tiếng và dàn xong thì chúng ta sẽ lên trước mặt dàn. Lên trước mặt dàn để chọn. Vì đằng sau chúng ta là cắm AUX thì đằng trước chúng ta sẽ phải chọn AUX. Vâng, và chúng ta sẽ bật TV. Rồi, chúng ta vặn volume lên. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió yêu yêu lòng bóng nghe lạnh thì vâng, như vậy là tôi cũng đã test xong đường tiếng lấy âm thanh từ điện thoại hay laptop hoặc là TV cũng đều được. Như vậy là về phần hình thức bộ dàn này, về phần các thớt này, vâng, hình thức bộ dàn rất là đẹp, trông sáng bóng và trông như mới. Về phần các thớt thì chữ nghĩa trên các thớt là rất dễ rõ ràng, dễ là đọc, rất dễ đọc. Vâng, quắc thì sáng rất là đều, các thớt là test là hoạt động rất là tốt. Vâng, như vậy là tôi đã test xong bộ dàn JVC G9 cho chú Liên ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Và sau đây tôi sẽ mời nhân viên Viettel đóng dàn cho chú thật cẩn thận để tránh tình trạng đó là xây sát hay là dập vỡ, bởi vì bộ dàn của chúng tôi còn rất là mới và đẹp. Vâng, ngoài bộ dàn JVC mà chúng tôi đã test cho chú Liên ra thì trung tâm của chúng tôi cũng còn rất nhiều các loại dàn. Đây quý vị các bạn cùng chú Liên chúng ta quan sát. Vâng, hiện tại bây giờ tôi đang quay trong gian trong là trung tâm của chúng tôi bày rất là nhiều dàn, có khoảng đến 7-80 bộ dàn nha. Vâng, đủ các loại dàn như Kenwood, Panasonic hay là Puler, Iva, Soli cũng như là JVC rất là nhiều ạ. Vâng, tôi cũng nói thêm là về bộ dòng dàn Kenwood thì chúng tôi có rất nhiều loại dàn, như là dàn LS99 là đẳng cấp của dàn Kenwood đời chót của dàn. Đây là hai bộ màu vàng ươm đấy ạ. Còn về A97 thì hiện tại là trung tâm chúng tôi cũng khoảng chục bộ. Mà hiện nay thì trên thị trường bán dàn hiện nay là tôi cũng được biết là trên thị trường là về nói về bộ dòng A97 hàng xuất mà cắm điện 220V thì là rất là khan hiếm. Thế nhưng mà trung tâm chúng tôi cũng có khoảng chục bộ, cũng đủ để phục vụ cho quý vị và các bạn. Vâng, bên đây là trung tâm chúng tôi bày những bộ dàn chung. Dàn chung là trông rất là nhỏ, gọn, xinh đẹp và giá cả thì rất là sinh viên. Nhưng mà âm thanh của chúng là không hề là thua kém những cái bộ dàn đại. Những bộ dàn chung là chúng ta có thể là bày trong những cái phòng khách, phòng ngủ cũng được, nhưng mà bày trong phòng ngủ thì hợp lý hơn, bởi vì phòng ngủ là thường thường là bé, thế nên chúng ta dùng những bộ dàn chung này là hợp lý. Về phần tiếng và âm thanh thì là nó cũng rất là hay, nó cũng không thua kém về bộ dàn đại, thế nhưng mà giá tiền thì lại rẻ. Vâng, bên đây chúng tôi bày rất là nhiều những loại dàn như Soli, như MD919 này, Kenwood 7i này, 5i này, rất nhiều ạ. Vâng, đây là dàn trong, dàn trong của trung tâm. Còn bây giờ tôi sẽ lướt qua dàn ngoài. Dàn ngoài của trung tâm chúng tôi cũng bày rất là nhiều dàn, đặc biệt là dàn A85. A85 thì có hai loại là A85 cắm điện 220V cũng như là A85 cắm điện 110. Đây các bạn quan sát rất nhiều ạ. A68 có loa lóc hay là A68 không có loa lóc này. Còn bên phía trong là chúng tôi là bày những bộ là loa đẳng cấp, nó là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được ấy. Vâng, quý vị và các bạn nào hay là quý vị khán giả nào mà có cần sự tư vấn về dàn hay là hỏi giá cả của từng bộ dàn thì xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại đó là 0982 760098, hoặc là tìm về địa chỉ của trung tâm, đó là trung tâm điện tử Hữu Thuấn, Cầu Giàm, Linh Giang, Hải Dương. Trung tâm của chúng tôi rất là vui khi được phục vụ quý vị và các bạn. Vâng, rất tiếc là tôi phải dừng clip tại đây. Nhưng trước khi dừng clip thì tôi xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mới thật là mạnh khỏe này. Có nghĩa là sống thật là vui cùng người thân cũng như là cùng các đồng nghiệp, bạn bè
Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.